shop Xe đạp 88. Xin kính chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop Xe đạp 88. Video hôm nay shop Xe đạp 88 tiếp tục là một video chia sẻ về kinh nghiệm mà các bác nên tập thể dục bây giờ để về sau các bác không phải nối tiếp. Vì tại sao lại nói như thế? Hiện tại thì rất là nhiều các bác đến cái tầm tuổi 40, 50 mới bắt đầu tập thể dục thể thao, mà tại sao mà không đến tầm tuổi như bọn em? Như bây giờ hiện tại tầm 28 thôi, không tập thể dục rèn luyện bản thân cũng như là kỷ luật bản thân của mình, mà hàng ngày sáng sớm tập thể dục thể thao. Thì đầu năm 2017 em tham gia chương trình đó là đạp xe 21 ngày liên tiếp quanh Hồ Tây. Thì em thấy rằng những bác đạp quanh Hồ Tây toàn những bác tầm trung niên thôi, tầm trên 40, nhưng bạn trẻ rất là ít, nát đác vài người thôi. Thì em thấy rằng là khi chúng ta tầm trung tuổi, lúc đấy tiền bạc chúng ta có rồi, chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe. Mà cái tầm tuổi từ 20 đến 30, đến cái tầm tuổi vàng thì các bác chỉ nghĩ đến kiếm tiền mà không nghĩ đến thay đổi sức khỏe. Vì bây giờ các bác đã biết đây là đại dịch Corona, có tiền cũng chưa chắc là chữa được, các bác nhé. Thì sức khỏe là đặt lên hàng đầu. Vì thế em làm video hôm nay để gửi đến tất cả khách hàng nào mà đang có mong muốn rèn luyện sức khỏe và nâng cao sức khỏe của mình hơn thì hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp. Giống như em hiện tại em có cả môn thể thao là chạy bộ ở quanh công viên thôi. Anh em ở gần Cầu Giấy, Hà Nội thì em chạy quanh công viên Nghĩa Đô. Thì sáng em chạy tầm 5 đến 7 cây, hoặc là đạp xe đạp quanh Hồ Tây có hội, cũng như là thể dục thể thao bằng đi tập gym chẳng hạn hay tập yoga, đều nâng cao sức khỏe hết. Nhưng mà quan trọng các bác chọn phương pháp nào để phù hợp nhất. Không làm sớm thì sau này chúng ta vẫn phải làm, không nâng cao sức khỏe thì dịch bệnh cũng sẽ giết chúng ta thôi. Có tiền chưa chắc là chữa được. Đây là một video mà em gửi đến khách hàng nào đang cần chọn cho mình một phương pháp thể dục thể thao nó phù hợp. Như em là có thể đạp xe thì các bác có thể dùng xe đạp để đạp, để đi thể dục thể thao. Nó thể dục thể thao thì cái vòng chân của chúng ta nó nhỏ, đạp nó sẽ đỡ mất sức hơn là chạy bộ, cũng như là rèn luyện sức khỏe nó mang lại hiệu quả nhiều hơn. Giống như là chúng ta đi là xe đạp quanh Hồ Tây, chúng ta thể xả stress rất là tốt, vì các bác đi hít thở không khí trong lành của sáng sớm. Đặc biệt các bác nên đạp từ lúc gần 5 giờ đến tầm 7 giờ là đẹp nhất. Lúc đấy chúng ta không khí nó trong lành, hít thở nó thoải mái của không khí thiên nhiên, rất là tốt cho sức khỏe. Cũng như là các bác đạp thì nâng cao sức khỏe, sáng ra vã mồ hôi để chúng ta về đi ăn sáng, sức khỏe sẽ cải thiện rất là nhiều. Ăn uống ngủ nghỉ 4 giờ để các bác dậy được từ lúc 5 giờ thì các bác phải ngủ sớm. Đây là một cách rất là hay để các bác nâng cao sức khỏe phòng chống lại đại dịch Corona hiện nay. Thì các bác nào mà đang có ý định nâng cao sức khỏe như em thì chọn cho mình một chiếc xe đạp ưng ý với cách alo trực tiếp hotline 0933 522 186 cũng như 0936 317 317 để tư vấn về một mẫu xe ưng ý, hoặc truy cập website xe đạp 88.vn để có đầy đủ thông tin chi tiết hình ảnh thì các bác thành tham khảo. Và các bác hãy đăng ký kênh YouTube của shop Xe đạp 88 để nhận những video mới nhất, hot nhất để có thể chọn cho mình một chiếc xe đạp cải thiện sức khỏe. Cảm ơn các bác đã dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.